Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh YouTube của dòng sự kiện. Thì hôm nay là ngày 6 tháng 4, thì có những thông tin muốn cập nhật cho cả nhà trong bản tin buổi sáng hôm nay xung quanh những câu chuyện về drama của Hồng Loan. Thì cả nhà ơi, hôm nay thì một thông tin cực kỳ hơi là sốc cả nhà khi một số anh em YouTuber quay chia sẻ về drama của Hồng Loan bị bên phía kênh kênh đã đành. Bị công kích đã đành rồi, thì hôm nay là trên mộ trên Hoa Viên Bình Dương, nơi yên nghỉ ngàn thu của cố nghệ sĩ ưu tú Quốc Linh, thì lại xuất hiện một số anh em YouTuber quay chia sẻ về câu chuyện của cố nghệ sĩ lại có những cái hành động ồn ào gây mất trật tự tại Hoa Viên Bình Dương. Ở đây thì mình cũng vô tình đó cả nhà, vô tình cập nhật những cái thông tin về những câu chuyện của anh em thôi. Cứ nghĩ là anh em đang đùa giỡn với nhau, nhưng khi mà nhìn kỹ lại câu chuyện này thì thấy anh em đang nói chuyện hơi lớn tiếng và cùng với những cái từ ngữ nó khó nghe tại cái nơi yên nghỉ của cố nghệ sĩ và những cái người nổi tiếng tại Hoa Viên Bình Dương. Thì nói gì cho nói cả nhà, thì trong cái câu chuyện này không biết xích mích từ những vấn đề gì hay là xích mích từ những cái khía cạnh gì trong cuộc sống mà một số anh em quay và chia sẻ lại có những cái hành động như vậy, thì những cái điều này là không nên. Dù sao Hoa Viên Bình Dương cũng là cái nơi yên nghỉ ngàn thu, ngoài phần mộ cố nghệ sĩ thì còn rất rất là nhiều cái phần mộ của những cái người nổi tiếng, những anh hùng, những cô chú bác, những ông bà đã yên nghỉ nơi đó, và những người có công với đất nước. Nói chung là rất là nhiều cái người nổi tiếng đó nha. Thì chúng ta không nên dùng những chuyện cá nhân nhỏ bé để giải quyết vấn đề đó trên một Hoa Viên Bình Dương, thì cái điều đó rất là không hay và làm cho chị Loan đau buồn, trong khi chị Loan đang có những chương trình lưu diễn rất là tuyệt vời, rất là hay tại Úc Châu tối vừa qua cả nhà. Nhưng mà bây giờ khi nếu như chị Loan vô tình nhìn thấy những cảnh này trên Hoa Viên Bình Dương thì có thể là chị Loan sẽ đau buồn, nhưng dù sao nữa thì mong anh chị quay tại Hoa Viên Bình Dương hoặc là ban quản lý Hoa Viên Bình Dương nên vào cuộc để dàn xếp, tránh những trường hợp lặp lại như thế này có thể xảy ra trong tương lai cả nhà. Nếu như chuyện cá nhân thì chúng ta ra khỏi khu vực Hoa Viên và nơi yên nghỉ của những người lên trên đó chúng ta giải quyết. Còn những vấn đề gì đó nó phức mắc hay là vấn đề gì mà tố cáo nhau thì chúng ta có thể mời cơ quan chức năng đến xử lý, đặc biệt là công an phường hay công an khu vực để xử lý vấn đề này. Tất cả ở đâu đều pháp luật hết, chúng ta không phải là cự lộn ồn ào xong rồi sau đó quay qua quay lại rồi tung tin lên trên mạng như vậy thì không hay. Mà trong khi đó là chúng ta đang quay và bảo vệ chia sẻ câu chuyện của Hồng Loan, quay trước nhà Hồng Loan hay là quay trên Hoa Viên Bình Dương đều phải như vậy cả nhà, chứ không nên dùng những cái hành động như vậy thì nó hơi lố bịch, làm cho mọi người mất thiện cảm cho YouTuber. Khi nói là YouTuber ở nhà Hồng Loan hay YouTuber ở trên Hoa Viên Bình Dương hay YouTuber chia sẻ về câu chuyện của Hồng Loan đều rất trân trọng, ai cũng vậy cả nhà, ai cũng đều kiếm sống, đều kiếm tiền hoặc là quay chia sẻ nếu như người đó không cần tiền. Thì tất nhiên có thể là anh chị này đang có những bức xúc gì đó trong vấn đề là quay và chia sẻ hay là những cái từ ngữ gì đó nó không được hay trong quá trình mình nói chuyện, thì có thể chúng ta ngồi lại với nhau và tìm cách giải quyết. Thì mình cũng đã từng giáp mặt những YouTuber này và cũng từng có những xích mích, cuối cùng rồi sao cả nhà, cuối cùng cũng xong. Xong là đây là sao, tức là mỗi một bên nhìn nhịn một chút, mỗi một bên hạ bớt cái tôi một chút thì nói chung là mọi việc sẽ đi vào bình thường hết và không có vấn đề gì xảy ra đối với một số anh em khi quay và chia sẻ tại nhà Hồng Loan, thì làm cho mọi người sẽ có thiện cảm hơn với YouTuber. Không riêng về những anh chị quay trên mộ hay là quay tại nhà của Hồng Loan, mà tất cả những YouTuber mà đang quay và chia sẻ về cuộc sống của Hồng Loan hay là quay chia sẻ về cái câu chuyện trên mộ của Hoa Viên Bình Dương đều được mọi người đón nhận đó cả nhà. Thì nói ra để cho cả nhà cùng hiểu rõ về câu chuyện này, chút xíu đây mình sẽ kèm một clip nhỏ cái xung đột đó, nhưng mình gọc bật không bật âm thanh. Thì những anh chị nào có mặt trong cái clip này thì chúng ta nên nhìn nhận lại cái vấn đề là chúng ta nên làm chuyện gì thì phải suy nghĩ và phải có hành động nhỏ nhẹ. Nếu như trường hợp này còn xảy ra nữa thì mình cũng đề nghị bên ban quản lý Hoa Viên Bình Dương nên có những cái biện pháp răn đe hay là cái biện pháp nào mạnh hơn để tránh trường hợp là ồn ào gây mất thiện cảm cho những người đến viếng mộ của nghệ sĩ và những cái bà con của người đang có mặt tại khu vực này, họ yên nghỉ không được ồn ào nữa cả nhà. Thì câu chuyện này mình nghĩ nó không có gì quá đáng. Anh em quay với nhau thì đôi khi nó sẽ có những cái thông tin, những cái từ ngữ chưa được trau chuốt hay là những cái từ ngữ về câu chuyện chủ đề gì đó gây mất thiện cảm. Thì nói chung thì có thể chúng ta ngồi lại với nhau và chúng ta chia sẻ những câu chuyện mà không hay, cùng nhau bàn bạc và tháo gỡ, thì cái chuyện đó là bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng
không chịu ngồi lại với nhau mà cứ công kích qua lại thì chẳng khác nào chúng ta đang đấu tố lẫn nhau, chúng ta đang làm trò hề cho con ve, cho những cái bọn cần cờ bên kia. Trong khi đó, cả nhà thấy đi, những người quay và bảo vệ chia sẻ cái câu chuyện của Hồng Loan thì gặp rất là nhiều những tình huống khó xử khi bị những cái nick ảo công kích, bị những cái thành phần nó không ủng hộ Hồng Loan nó công kích, làm cho mọi người gây chia rẽ. Và hôm nay thì nó lại lấy cái chiêu là dùng người nhà đấu người nhà, các nhà. Thì hôm nay buổi sáng mình thấy không vui khi những cái vấn đề là một số YouTuber thì bị tố là Hồng Loan chi tiền khủng để nuôi YouTuber. Thì hôm nay lại có thêm một cái chuyện là trên mộ lại đấu đá những người quay cùng với nhau. Các nhà nhìn kỹ đi ha, những anh em này thì trước kia cũng đã từng quay và chia sẻ câu chuyện trên mộ rồi, nhưng do cái công việc hay là do cái nhu cầu cuộc sống của họ, họ không quay ở mộ nữa mà họ chuyển sang quay nơi khác thì là bình thường. Nhưng đôi khi họ dịnh vào cái đề tài đó để nói là tại sao bỏ mộ hay là tại sao không quay mộ nữa mà quay chỗ khác. Đó, thì hôm nay lại trở lại để cúng, để thăm cố nghệ sĩ bình thường. Nhưng một số YouTuber dịnh những câu chuyện cũ, xích mít lời qua tiếng lại, cuối cùng gây mở ra một cái ẩu đả trên cái mộ của cố nghệ sĩ thì điều đó không hay. Đó cả nhà, thì đó là những gì mình muốn chia sẻ trong cái bản tin hôm nay xung quanh cái vấn đề mình bắt gặp, nhìn thấy tại mộ của vị sĩ Ưu Tú Linh trong buổi sáng ngày 6 tháng 4. Một ngày lẽ ra đúng ra là hôm nay mấy anh lên đây là phải chia sẻ niềm vui với cố nghệ sĩ sau khi Hồng Loan đi diễn tại Úc, có những chương trình rất là hay và những bài hát mang tặng cho khán giả rất là hay, và được mọi người tặng hoa, tặng tiền, tặng những cái giá trị gấu bông hay là những cái lời cảm ơn. Thì hôm nay mấy anh lại mang đến một cái niềm buồn, một cái mình còn một cái sự mất trật tự tại không gian yên nghỉ của Hoa Viên Bình Dương. Đáng lẽ ra là hôm nay mấy anh lên đó là phải rủ nhau uống cà phê hay là rủ nhau đi vui vẻ, thì Hồng Loan đã được đi nước ngoài biểu diễn thì là một niềm vui rồi. Nhưng mà hôm nay mấy anh lên đó mấy anh lại gây mất trật tự, thì mình cũng mong là những YouTuber này nên có những lời giải thích rõ ràng trước cộng đồng mạng để tránh lặp lại những tình huống xấu sau này, và tránh lặp lại những cái cảnh không hay, những cái cảnh mà không đẹp tại Hoa Viên Bình Dương đó cả nhà. Thì đó là những gì mà em muốn chia sẻ và cập nhật cho cả nhà trong cái bản tin buổi trưa hôm nay xung quanh cái vấn đề là những hoa dê, là những YouTuber đang có một cái cuộc đấu khẩu náo loạn trên Hoa Viên Bình Dương, nơi yên nghỉ của cố nghệ sĩ Ưu Tú Vũ Linh. Thì đó rất là buồn khi nhìn thấy cảnh này, và những hình ảnh này mình không muốn là anh em sẽ lặp lại trong tương lai, và cũng không muốn anh em vì những cái vấn đề cá nhân nhỏ mà ảnh hưởng đến đại cuộc chung. Đó là chúng ta đang đi ủng hộ và bảo vệ cái vấn đề liên quan drama của Hồng Loan, và không muốn anh em phải nhắc đi nhắc lại câu chuyện này nhiều lần nữa đó cả nhà. Thì clip này mình làm có khi sẽ đụng chạm đến số anh em, nhưng đó là những cái gì chia sẻ từ cái quan điểm cá nhân của mình, và cũng mong anh em là hãy bình tĩnh xử lý vấn đề này một cách nó thấu đáo, một cách nó ổn định hơn, đừng lặp lại cái cảnh như vậy nữa trong tương lai. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới cuối tuần thật nhiều bình an bên người thân và gia đình.